Hello mọi người, mình là Minty. Hiện tại mình đang là một ca sĩ tự do. Có những lúc em không tin vào bản thân mình, kể cả lúc nhảy. Tại vì sau nhiều lần, nhiều cái chuyện mà xảy ra thì em luôn luôn cố gắng đi lên. Nhưng mà những cái lúc đi lên ấy cũng sẽ có những lúc là em sẽ không tin vào bản thân mình. Thế là mình thấy rằng trong cái tiết mục này á, bạn Minty cố gắng thể hiện rằng giống như là rất là ngầu, không thể hiện ngầu của hip hop ấy. Cũng có. Nhưng mà nó không có ra, cái mặt nó cute quá. Hằng cảm nhận được là khi mà mình được làm cái gì mà đúng với là tính chất của mình á thì mình mới chơi được với nó. Thì ngày hôm nay Hằng cảm nhận được là các bạn đang chơi ở trên sân khấu. Mình cảm thấy là coi cái bài nhảy và mình cảm thấy phấn khích, mình muốn được làm một phần trong cái bài nhảy đó. Đối với Minty thì bản thân bạn khi đứng tại chỗ thì bạn cũng đã cười ha 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 rồi, nên là cái bài này nó rất là phù hợp với lại cái năng lượng của bạn luôn. Khi mà thấy bạn đứng trên sân khấu và bạn hết mình với cái phần ý tưởng này, với cái concept này và cùng với tất cả các bạn dancer ở đây thì thấy bạn vô cùng tiềm năng luôn. Từ nay trở đi chị cũng sẽ đâu đó trong đầu mình sẽ chú ý đến Minty để mà theo dõi cái quá trình cũng như là con đường của bạn. Đối với một người như mình, chị Chi là tiền bối, mình là một hậu bối và cái người đi sau, và chị Chi là một người đang có thành công nhất định và một cái chỗ đứng nhất định, được một người như thế công nhận và nói mình có tiềm năng và cũng sẽ theo dõi mình. Đầu tiên là mình thích, cái thứ hai đấy cũng là cái áp lực và cái động lực càng cố gắng để chứng tỏ là con mắt của chị đã không sai khi nhìn em là có tiềm năng. Và con đã chứng minh cho mẹ thấy. Vị trí thứ tư với 27.64 điểm, đội tiếp theo bước vào chung kết đó chính là Minty và Kyo Ha Ha. Các bạn còn trẻ lắm, ý tưởng của các bạn chúng tôi luôn trân trọng chuyện đó. Nhưng mà các bạn phải nên nhớ một điều, đó là nếu hiện tại các bạn không biết các bạn muốn gì, định hướng cho bản thân mình cái gì, thì tương lai các bạn không thể làm được chuyện gì hết. Rõ ràng cái bài này với cái bài tuần trước đó, các bạn upgrade, các bạn làm cho cái bài nó có cái độ nặng, cái sức nặng hơn rất là nhiều. Mặc dù là nhìn nó vui, tưởng vui như thế thôi, nhưng mà thật ra cái bài sức nặng rất là nhiều. Tôi đánh giá rất cao bài diễn lần này của các bạn, cũng xin được phép công nhận đây là một trong những bài đủ sức nặng để tham gia vòng chung kết lần này. Chúc mừng các bạn. Xin được cảm ơn Minty và Kyo Ha Ha. Các bạn đã mang tới một mùa giải rất nhiều tiếng cười với một phong cách rất đặc trưng của chúng ta. Tim trong lòng ngực có bật thì cười ha ha.